thật ra bây giờ nghĩ lại á, tôi thấy là ông cũng giúp tôi nhiều chứ bộ. Gì? Cũng giúp nhiều thôi hả? Ừ. Cũng giúp thôi là sao? Thì là giúp nhiều. Nè nha, giúp nhiều khác, cũng giúp nhiều khác nha. Cái từ cũng mà ráp vô cái chuyện này coi như là cái chuyện giúp đỡ của tôi nó giảm đi một nửa rồi đó. Bớt đi, thấy không? Mới vừa nói cái trời gầm liền đó. Thì sao? Bớt bắt bẻ về một cái, người ta nói là cũng giúp nhiều, có nghĩa là cũng đã ghi nhận cái công lao của mình rồi. Thôi mệt, bỏ qua chuyện đó. Tôi nãy giờ tôi đang ngồi tôi suy nghĩ, tôi tìm thêm cách nữa nè. Thôi, cảm ơn. Là sao? Thôi ông khỏi nghĩ cách gì nữa hết á. Bởi vậy tôi nói mà, háo sắc, thằng em tôi nhìn nó như vậy thôi, mau chán lắm. Thoạt nhìn qua thấy thích, mà nhìn kỹ chán phèo à. Chán là tôi đang nói chán mấy cái cách của ông á. Ông thấy ông bày ra cho nhiều vô, cuối cùng sao cũng có gì hiệu quả đâu. Trời ơi, giúp cho đã, giờ nói chuyện phủ phàng. Thôi bây giờ vậy đi, tôi cảm thấy cũng bị rối ren luôn rồi. Bây giờ nghĩ cái cách này cách kia tùm lum tà la, nhiều khi gậy ông đập lưng ông, mình không có tìm được hả đến con tim của người ta, mà nhiều khi lỡ người ta còn khó chịu hay là ghét mình cái nữa thì khổ á. Thôi vậy bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc gì? Mình là phải lúc nào cũng phải đi đến đích cuối cùng. Bỏ cuộc gì mà bỏ cuộc. Bây giờ vậy đi, tôi không cần ông giúp trực tiếp nữa, cũng không cần là kiểu giống như là ông đứng giữa hai đứa tôi nữa nha. Ông chỉ cần đứng bên lề thôi, ông đưa thông tin cho tôi, xong rồi tôi sẽ tự xử lý nó, được không? Chưa hiểu lắm á. Thì giống như là bây giờ á, ông cung cấp cho tôi những cái kiểu mà dữ liệu, rồi những cái chi tiết về em trai. À nhớ rồi, người ta hay gọi là tự bạch á. Là cái kiểu mà nó thích gì và không thích gì á hả? Ừ, đó là. Bây giờ ông giới thiệu cho tôi là thích cái gì, không thích cái gì, thích ăn món gì, hay là yêu màu gì, hay là có một kỷ niệm nào đáng nhớ, rồi cái kiểu mà thích mặc đồ kiểu nào. Tôi nói thiệt với bà nha, nó em tôi chứ nhiều khi tôi không biết nó thích gì, nó ghét cái gì nữa. Thiệt, chưa chắc gặp nó hỏi tôi thích gì, ghét gì, nó cũng không biết đâu. Anh em tôi vậy đó. Ờ ha, đúng rồi. Tôi thấy cái chuyện mà hả em trai ông không biết ông là đúng á. Giống như ông công vòng vậy nè, nó đâu có biết là ông là B cái gì mà B hả? Nha, lần này lần cuối nghe, tôi cấm nghe. Mấy cái từ ngữ đó là không có được nói nơi công cộng, và đặc biệt nhất là trong nhà. Hiểu chưa? Trong căn nhà này biết phải im lặng. Xin lỗi. Vậy bây giờ làm sao để biết tự bạch của em ông bây giờ? Ừ, cũng khó ha. Trăm điều khó. Ê, nhóc. Vô anh hai biểu coi. Gì? Hồi xưa đi học có viết tự bạch lưu bút gì không? Nói gì vậy? Họ đã biết, tại anh hai hồi xưa đi học á, không có viết, cho nên giờ mình không có hiểu hồi xưa tụi nhỏ nó viết làm sao. Có. Có hả? Còn giữ không? Còn chứ. Để đâu vậy? Trong phòng á. Chỗ nào? Nhớ để đâu nữa. Không biết má có bán nhà trai không nữa. Ồ, nói chung còn giữ là được rồi. Thật ra anh hai hỏi là để coi em có biết trân trọng rồi nhớ lại những cái kỷ niệm hồi xưa thời học trò mình đi học hay không đấy hả? Dĩ nhiên. Ừ, vậy thôi đó, hết rồi. Đi làm tiếp đi. Hết rồi phải không? Ừ. Làm hết rồi mà, tụi tôi nhiên kêu vô đây làm gì vậy? Làm tao bối rối, chưa chuẩn bị gì hết. Không biết đầu tóc có đẹp không nữa nè. Thôi bớt đi, phải hỏi thẳng mặt thôi chứ. Nó trả lời mình mới biết, chứ không lẽ đi hỏi sau lưng nó rồi ai biết trả lời cho mình. Vậy tóm lại là còn giữ đúng không? Còn giữ. Nếu vậy á, ông đi vô lấy cho tôi đi. Bớt. Kể từ giờ phút này tôi không nên đứng giữa nữa, tội nghiệp tôi lắm. Cho nên giờ bà muốn cái gì tự đi lấy, tự giải quyết. Chỗ nào, phòng ở đâu biết hết rồi hen. Bởi vậy chơi với mấy con bánh bèo lúc nào cũng chết nhát trơn. Phải chơi mới được. Có ai không? Theo nhãn quan của tôi quan sát là không có người đó nghe. Ê, nếu vậy thì chúng ta phải bắt đầu tiến hành kế hoạch liền. Đột nhập nhanh. Rồi, vậy bây giờ chuẩn bị hành động nha. Đột nhập phải âm thầm lặng lẽ thôi. Mình phải từ từ, nhẹ nhàng, không tạo ra tiếng động nghe chưa? Ông phải đi theo tôi nè. Đó, bây giờ ở đây.
gì vậy? Hả? Tôi đã kêu là phải theo sát tôi mà. Trời ơi bà nội, khùng á. Từ đây vô tới đây sát rồi, có một cánh tay à. Ôi thiệt luôn á, muốn cho ông ăn đòn ghê luôn á. Theo sát là phải sát rạc, hiểu không? Khoảng chừng nhiêu đây thôi. Phải đi vô trong đây nè. Không nói sớm ai hiểu, đợi chút. Vô đây lên. Sát chạy được chưa? Cũng được. Ê mà nói nghe, bây giờ giấu ở đâu bây giờ? Ông tình nghi coi là giấu ở đâu vậy? Làm sao tôi biết? Hôm bữa nó nói ở đâu trên tủ. Ở đây tôi coi không được, ẩm tôi lên coi. Hay là ông nhón lên ông coi trên nách này có cái gì không? Kêu theo sát mà làm phiền quá vậy. Ông đi theo tôi là ông hỗ trợ tôi, đâu phải là kêu nghỉ dưỡng với tôi đâu. Bà kêu tôi theo bà để cảnh giới cho bà ăn cắp, chứ không phải kêu tôi theo là để quan sát đi lục lọi phụ. Tôi làm chuyện đó là ai cảnh giới giùm. Nhưng mà ông phải biết khuyến mãi thêm như tôi cái vụ đó chứ. Nhiều chuyện quá. Ở trên này có không? Nhảy lên, nhảy lên. Có không? Ê mà nó nghe nè. Hả? Tự nhiên túi bà vô đây, lỡ có người tới sao mình biết mà cảnh giới. Cảnh giới là phải đứng ở ngoài kia kiểm tra rồi báo tín hiệu trong chứ. Ừ ha, quên. Ngu ghê, sao hồi nãy giờ ông nói sớm với tôi. Trời, con nhỏ này lỡ vô rồi con. Ông đi vô đây xong rồi có ai tới, thôi đi ra lẹ đi, đi ra lẹ đi, làm phiền ghê á. Là tôi đứng ngoài kia, có ai là tôi cảnh giới liền nghe chưa? Kêu liền một cái nghe chưa? Chân tùm lum đồ, cái đồ mình cần kiếm không có. Bảo Anh, Bảo Anh. Cái gì? Nói rồi hả? Có người hả? Được chưa, hình như có người tới. Hình như có người tới. Ai vậy, ai vậy? Ai mà biết đâu, tôi làm bộ giống như là có người tới, mình tập cảnh giới mà. Cái đồ điên này, ông muốn ăn đòn lắm hả? Làm giật cái mình. Có chưa? Chưa, từ từ mới kiếm mà. Lẹ đi, có phòng của chút chiếu. Ông nói chuyện với tôi á, cái giọng của ông á thì hướng vô đây mà cái mặt của ông phải nhìn ra kia. Lỡ như có gì sao? Tôi tạm vậy. Thôi đi đi đi. Ê. Có chưa, có chưa? Ê, ê, ê. Ê, có phải cuốn này không? Chưa mở ra chưa biết. Ông nội tôi cũng không biết cuốn nào đâu. Ra đi, ra đi. Ê, ê, kiểm tra đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, thám sĩ, thám sĩ. Ê, ê, đi đâu vậy? Đi cảnh giới tiếp. Ê, ê, không, không, lấy được rồi phải đi chung chứ. Thì đi ra đi, nhanh lên. Ừ, ừ, ừ. Đọc, đọc, đọc cho tôi nghe đi. Cái gì mà đọc hoài vậy? Bữa đọc lần rồi, nay đọc nữa. Đọc lại, đọc kỹ từng chi tiết cho tôi. Mệt ghê luôn à. Đi. Tự bạch: họ và tên Nguyễn Thế Sĩ, sở thích màu xanh, yêu động vật, mở ngoặc mèo, đóng ngoặc. Thực vật: ghét những người hành hạ động vật. Nhạc yêu thích: Ưng Hoàng Phúc, H.A.T. Ước mơ trở thành phi hành gia. Trời ơi, thấy ghê. Ước mơ hơi ảo ha. Không, 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 đọc lại, đọc lại, đọc lại. Đọc lại một lần nữa đi. Tán một cái là... Một lần nữa dùm đi. Tôi đang có cái tính toán riêng trong đầu tôi mà, kỳ ghê, đọc lại đi. Nguyễn Thế Sĩ, màu xanh, yêu động vật, mèo, thực vật, ghét những người hành hạ động vật, yêu thích Ưng Hoàng Phúc, H.A.T. đó là nhạc, ước mơ trở thành phi hành gia. Khoan, còn cái điều này nữa. Yêu màu xanh lá. Chờ đó. Ủa, con chim dễ thương quá nè. Dễ thương ghê. Công nhận, nguyên cái vườn cây màu xanh mà mình mặc cái bộ màu xanh lá cây như vậy nhìn cũng cũng đẹp ghê. Ôi chà, có một em sâu hết cưng quá nè. À, sao ơi, tớ bảo sao này sao leo lên lá làm gì vậy ta? Đâu? Ô, chú, 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 dễ thương quá, dễ thương quá. Nè, 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 à, thấy cưng quá. À. Ăn đi con, ăn đi. Nè. Trời đất ơi. Chắc là lớn lên á,
thì có những thứ thay đổi rồi. Nói gì vậy? À không không, em đang bảo anh đang tức cảnh sinh tình rồi đứng làm thơ làm văn á mà. Rồi vậy tức tiếp đi. Giờ thì anh hứa để làm gì, đã không còn là gì, hứa để trọn đời. Bài này hay ha, bảo anh cũng thích ca sĩ hát bài này lắm á. Tôi nghe nhạc ngoại quốc à, bà nhạc nhà quê đâu không nghe đâu. Sao rồi? Sao mà cực nhiệt tình lắm ta lá vậy? Chắc cái gì trong đây nó ghi cái đâu, gì nó ghi cái gì đâu mà chắc. Coi lại coi. Nè. Sao má đồ đó đó, HAT rồi. Ủa? Sao này quen quen vậy? Lì thì cứ cuốn lưu bút của em á đúng không? Ủa này của em à? Trời ơi công nhận em ngầu ghế nha, ước mơ trở thành phi hành gia. Rồi cái tựa đề là cuốn tốt cho cả hai. Nghe nó xinh xến nhưng mà nó cũng được. Gì vậy ba? Cái này đúng ra cũng đâu phải của em đâu. Của em nói cho nên anh vô phòng em, anh lấy anh coi thử cho nó vui nè. Em nào, cái này của thằng bạn em. Tầm bậy tên thế sĩ. Đúng tên mà. Trời anh làm anh của tôi vậy luôn á hả? Anh làm anh của tôi hơi bị lâu rồi đó. Tôi là thế sĩ, là chiến sĩ không? Sĩ trong chiến sĩ là dấu ngã. Còn thằng bạn tôi là sĩ dấu hỏi, là vô liêm sĩ á. Cứ đưa em giữ giùm. Anh đâu có biết, anh tưởng em viết sai chính tả. Điên quá à. Còn cái cuốn của em á là chắc má bán ve chai rồi đó. Lâu rồi em cũng đâu thấy. Bây giờ là cái này không phải của em à. Này của thằng bạn em. Tự nhiên vô phòng em lấy đồ của em à. Bớt gấp nhặt gì anh ơi. Không phải, tại buồn quá đi ngang đi vô đi ra để lấy đọc cho nó vui nhà vui cửa đó mà. Sao mẫu khóa trong nhà quá. Ủa vậy là không phải thích màu xanh lá cây, rồi cũng không có thích nhạc này. Cũng tệ ông không à. Người tính không bằng trời tính đồ ha. Nguyên một cây màu xanh đồ hát nhạc ưng hoàng phúc. Quê.